Xin chào tất cả các anh các chị. Hôm nay tôi trình bày về một cái nội dung quan trọng, đó chính là cái nền kinh tế có cái tốc độ tăng trưởng dài nhất thế giới, cũng được xem là cái nền kinh tế mà tăng trưởng dài nhất ở tủ nhân loại luôn, đã chính thức rơi vào suy thoái. Đó là nền kinh tế nào ạ? Đó chính là nền kinh tế của Úc. Tại sao tôi lại phải nhắc đến cái việc này? Bởi vì là Úc đã có một cái chuỗi tăng trưởng kinh tế dài không thể nào tưởng tượng được. Ví dụ là quý vị cứ thử hình dung nè, là một nền kinh tế là thông thường họ cái chu kỳ của họ là khoảng 10 năm. 10 năm đó là tính mức trung bình thôi. Bởi vì có những nền kinh tế hoặc là thị trường tài chính, những cái sản phẩm mà không trợ hợp nhất thiết là phải những sản phẩm tài chính, mà những sản phẩm ví dụ giống như là hàng hóa chẳng hạn là vậy, thì họ cũng có cái mức độ là tăng trưởng theo cái chu kỳ. Thì cái chu kỳ ở đây nó có thể là khoảng 7 năm, có những cái chu kỳ dài hơn thì khoảng là 13 năm. Nhưng Úc là một nền kinh tế đặc biệt nha mọi người, là Úc đã tăng trưởng gần 29 năm liên tiếp rồi. Đó là một cái chuỗi tăng trưởng là siêu dài luôn. Thì nền kinh tế Úc cho anh chị đã chính thức được Bộ Kinh tế Úc thông báo là đã chính thức rơi vào suy thoái. Suy thoái là như thế nào ạ? Một nền kinh tế được xem là suy thoái khi mà họ có tăng trưởng GDP là âm 2 quý liên tiếp. Thì nền kinh tế Úc là quý 1 năm 2020, quý 3 thì năm nay thì chúng ta thấy là chưa kết thúc, bởi vì hết tháng 9 lận, thì clip này chỉ mới là được làm đầu tháng 9 năm 2020 thôi, nên chưa tới quý 3. Nhưng quý 1 nền kinh tế Úc bị tăng trưởng là âm 0.3%, còn quý 2 là âm 7%, nên 2 quý âm liên tiếp đã đưa nền kinh tế có tới chu kỳ mà tăng trưởng dài nhất thế giới này chính thức rơi vào suy thoái. Một cái điều quan trọng hơn nữa trong cái việc mà kinh tế Úc rơi vào suy thoái ở đây á, thì nền kinh tế này nó còn có cái thâm hụt anh chị. Cái mức thâm hụt của kinh tế Úc anh chị dự báo thâm hụt là có khả năng ở ngưỡng khoảng hơn 130 tỷ đô la Mỹ trong cái năm tài khoá 2020 năm 2021, và đây là cái mức thâm hụt là cao nhất kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ 2. Còn cái clip, cái slide mà các anh chị đang nhìn thấy ở trên bảng, đó chính là 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thì chúng ta hiện nay thấy là Úc đang đứng thứ 13. 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay thì Mỹ đứng thứ nhất, Trung Quốc thứ nhì, Nhật thứ ba, Đức thứ tư, Ấn Độ thứ năm, tiếp theo là Anh, Pháp, Brazil, Ý và Canada là trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 10 nền kinh tế tiếp theo đó chính là Hàn Quốc, Nga, Úc, Tây Ban Nha, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Ả Rập Xê Út và Thụy Sĩ. Cái điều này tại sao nó quan trọng anh chị? Bởi vì theo cái số liệu mà tôi có làm thống kê ở mức độ sơ bộ thôi, thì trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay á, thì 4 nền kinh tế đã rơi vào suy thoái, là bao gồm Mỹ, Nhật, Đức và Ấn Độ. Trung Quốc thì chưa bị rơi vào suy thoái, bởi vì là Trung Quốc quý 1 nó trong 2 quý đầu năm 2020 thì có 1 quý vẫn là tăng trưởng dương, còn 1 quý là tăng trưởng âm. Tuy vậy á, nền kinh tế Trung Quốc á, thì lại có 12 năm liên tiếp á, là cái tốc độ tăng trưởng nó bị giảm liên tục. Nghĩa là gì? Cách đây khoảng 12 năm thì Trung Quốc tăng trưởng kinh tế hàng năm là trên 2 con số. Cái thời điểm cao nhất là 14% nha, 14%. Tuy vậy là liên tục cái mức độ tăng trưởng là giảm dần đều. Và cái đợt tăng trưởng mới đây là hồi năm 2019 thì cái tăng trưởng này nó chỉ còn có 6% thôi. Có những cái quý là thậm chí còn dưới 6 nữa. Còn năm 2020 thì như chúng ta cũng biết là dịch Covid-19 thì Trung Quốc cũng có tăng trưởng trong một quý bị âm. Nên mặc dù nền kinh tế lớn nhì thế giới này chưa có bị suy thoái theo như cái định nghĩa đó, nhưng mà thực tế là Trung Quốc đã bị một quý âm và đã có 12 năm liên tiếp là tăng trưởng bị giảm. Giảm liên tục nha các anh chị, giảm liên tục trong 12 năm. Các anh chị phân biệt giùm tôi là suy thoái là tăng trưởng âm và mức độ tăng trưởng suy giảm nha các anh chị, là từ mức 14% cao nhất cách đây 12 năm và chỉ còn 6% trong năm 2019. Còn năm 2020 chưa có nhưng đã có quý bị âm. Còn 4 nền kinh tế còn lại trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới thì có những nền kinh tế như nền kinh tế lớn thứ 3 và nền kinh tế lớn thứ 4 là Đức và Nhật Bản, thậm chí là đã bị âm tới
3 quý liên tục luôn, có nghĩa là đã bị âm từ trước dịch Covid luôn, là âm từ quý 4 năm ngoái rồi chứ không phải là đợi dịch luôn mới bị âm. Tôi nghĩ là nền kinh tế thế giới đã thực sự là rất là yếu từ trước đó chứ không chỉ đợi là mới đây. Thậm chí là mặc dù Trung Quốc các anh chị là không chưa chính thức bị rơi vào suy thoái, nhưng mà ví dụ Hồng Kông đi, Hồng Kông các anh chị là đã bị âm tới 4 quý liên tục, mà dự kiến là quý 3 và quý 4 này vẫn bị âm luôn, có nghĩa là sẽ bị âm tới 6 quý liên tiếp luôn. Nghĩa là cái nền kinh tế của thế giới các anh chị đã rất là suy yếu rồi trước dịch luôn. Đặc biệt là trong 20 nền kinh tế thế giới mà như chúng ta cũng nhìn thấy ở trên slide này, thì tôi cũng thông báo luôn với quý vị là GDP danh nghĩa của 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới chiếm tới 67% kinh tế toàn cầu nha, 67% luôn nha, là chúng ta thấy là chiếm tới cái tỷ lệ là hơn một nửa các anh chị, là sắp xỉ gần 3/4 kinh tế của thế giới luôn. Đặc biệt là 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới các anh chị là góp phần tới 81% tăng trưởng kinh tế của thế giới. Và chúng ta cho cái slide tiếp theo này nè, thì 173 quốc gia còn lại ngoài 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới này chiếm chưa tới 1/5 tăng trưởng của kinh tế thế giới nữa. Và cái điều nguy hiểm hiện nay á, là trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới này thì tuyệt đại đa số gần 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đều đang có đang bị rơi vào suy thoái, có nghĩa là đang có cái mức tăng trưởng là âm 2 quý liên tiếp. Điều này nó rất là rủi ro nha, bởi vì trong cái bối cảnh là dịch và chúng ta đang cần là kinh tế thế giới phải tăng trưởng trở lại để mang lại công ăn việc làm vân vân cho người lao động, thì 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới thì nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rơi vào suy thoái như vậy, thì nó sẽ kéo lùi cái tốc độ tăng trưởng của thế giới lại rất là lớn. Như là cái con số mà tôi vừa cho quý vị nhìn thấy, 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới là chiếm tới 80% là GDP của toàn thế giới luôn, nên đây là một cái số liệu rất là xấu. Cái số liệu này đây anh chị nhìn ở đây là 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đây là cái quy mô GDP của 7 nền kinh tế này, đây chúng ta nhìn thấy ở đây. Đây. Thì cái điều đang đáng lo hiện nay đó là thị trường chứng khoán thì đang liên tục lao lên. Ví dụ như chúng ta thấy là chứng khoán Mỹ là liên tục lập đỉnh tu đỉnh. Chứng khoán Việt Nam anh chị ở trong quý 2 năm nay, anh chị ở trong quý 2 năm 2020 là có cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh. Đặc biệt là trong tháng 8 năm nay thì cái tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam các anh chị là tăng ở mức mạnh nhất thế giới luôn. Đây tôi sẽ tím lại cái số liệu đó cho mọi người xem, các anh chị đợi tôi mấy giây. Tôi bỏ cái slide đó đâu mất tiêu, tôi lại không nhìn thấy cái slide đó. Mọi người cho tôi mấy giây ạ. Đây tôi nhìn thấy cái đó rồi, tôi sẽ gửi cho các anh chị xem liền. Xin lỗi mọi người là chuẩn bị bị thiếu đa cái này, lúc mà quay tới xong rồi tôi mới chợt nhớ. Đây mọi người có thể xem giùm tôi ở đây nha. Tôi sẽ lưu cái hình này luôn cho lẹ. Đây đây tôi share cái hình này luôn, đây quý vị xem giùm tôi nha. Thì đây là tháng 8 nha anh chị. Tháng 8 thì thị trường chứng khoán Việt Nam á, là tăng trưởng mạnh nhất thế giới, hơn luôn cả chứng khoán Mỹ, gọi là đỉnh vũ đỉnh gì đó, lập kỷ lục liên tiếp. Nhưng mà tăng trưởng so với thị trường chứng khoán vẫn thấp hơn. Tháng 9 thì chứng khoán Việt Nam anh chị cũng đang có đầu tháng 9 vẫn đang có cái tốc độ là chạy giống như vậy luôn cho anh chị.
đang chạy giống vậy luôn. Thì đó là một tin tốt các anh chị. Nhưng mà lưu ý nha, về mặt dài hạn á, chúng ta lưu ý nè, cái định nghĩa của thị trường chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của một nền kinh tế, của quốc gia. Thì hiện nay á, thị trường chứng khoán á, và giá vàng á, vẫn tiếp tục đang lao lên ở đây tôi đang nói về mặt dài hạn nha, chứ tôi chưa nói về mặt là ngắn hạn. Thì nền kinh tế á, lại liên tục lao dốc, nghĩa là gì? Hai cái này nó đang đi ngược chiều nhau, và nó giống như là một cái sợi dây á, đã bị kéo căng hai đầu rất là mạnh. Cái này là một cái rất là đáng lo nha. Nên chứng khoán và những cái sản phẩm tài chính như là vàng gì đó, chúng ta đang kiếm được tiền thì chúng ta cứ việc vui cho anh chị, nhưng mà vui thôi, đừng vui quá. Ở đây á, là những cái gói kích cầu của kinh tế thế giới, ví dụ như chúng ta thấy Fed đang bơm tiền với tốc độ rất là cao. Tốc độ hiện nay là khoảng 120 tỷ đô la Mỹ một tháng. Nghĩa là trong vòng một năm thì họ sẽ bơm tiếp tục tiền là vượt luôn cả cái tục tiền mà họ đã bơm trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế đợt trước đó là năm 2008. Năm 2008 thì Fed bơm ra cái tục tiền là khoảng 1.300 tỷ nhưng mà suốt khoảng 6 năm thông qua 4 cái gói QE nha thì Fed mới hoàn tất. Nhưng mà ở đây á, Fed chỉ mất 1 năm để có thể bơm ra cái tục tiền mạnh như thế. Tuy nhiên á, tục tiền này hiện nay á, là nó lại không có rơi vào nền kinh tế mà nó lại chủ yếu được sử dụng để mà đầu cơ, tích lũy, tích trữ và giữ tiền là nhiều, chứ nó lại không có đi vào kinh tế. Nên chúng ta nhìn thấy á, kinh tế của thế giới hiện nay đang liên tục lao xuống, mà trong 20 nền kinh tế á, thì gần 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới lại rơi vào suy thoái. Đây là một cái điều rất là đáng lo nha. Thì clip này tôi xin phép chỉ được nhận định một cái xu hướng trong cái ngắn hạn để mà cho quý vị nhìn thấy. Tuy vậy về mặt dài hạn thì chúng ta phải cẩn thận, nghĩa là cái dòng tiền nếu vẫn tiếp tục lao vào những cái tin đầu cơ, những cái sản phẩm đầu cơ để mà kiếm tiền ngắn hạn hiện nay á, thì về mặt dài hạn á, thì kinh tế sẽ không được hỗ trợ, thì cái xu hướng những cái sản phẩm tài chính nếu mà nó lao lên như vậy hoài á, cũng khó mà lao được một cách bền vững. Nghĩa là gì? Những cái sản phẩm được hỗ trợ bởi nền kinh tế, ví dụ giống như là chứng khoán hay bất động sản, thì chúng ta sẽ thấy á, về mặt dài hạn sẽ rất khó được hỗ trợ. Tuy vậy á, là những cái sản phẩm dài hạn giống như là vàng đi thì sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Nói chung là vàng rõ ràng là hiện nay ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn gì đều được hỗ trợ hết. Nhưng thị trường chứng khoán anh chị thì chủ yếu thị trường chứng khoán và bất động sản luôn nha, chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn thôi. Thì cái đó là clip tôi xin phép được trung trắc thêm cái thông tin cho quý vị để quý vị có thể nắm thêm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi à. Chúc quý vị có được nhiều cơ hội thành công sau khi nghe những clip ở trên kinh tế và cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người.